Giá tôm ngày mới ngày 16 tháng 5 năm 2022. Thủy sản Yến Duy mến chào quý vị và bà con nuôi tôm, chúc quý vị các bạn ngày mới nhiều năng lượng. Size tôm 20 con 1 kg 230.000, cộng trừ 1 con 10.000 đồng. 25 con 1 kg 177.000, cộng trừ 5.000, tăng 3.000. 30 con 140.000, lên xuống con 2.000, tiếp tục giảm 1.000. 40 con 125.000, cộng 1.000 trừ 2.000, giảm 2.000. 50 con 1 kg 120.000, cộng trừ 1.000. 60 con 115.000, cộng trừ 500, giảm 1.000. 70 con 110.000, cộng trừ 500. Và 100 con 1 kg hôm nay giá 92.000. Giá tôm hôm nay tiếp tục biến động thay đổi ở nhiều size khác nhau. Nhớ tôm đã có dấu hiệu tăng ở size lớn, còn các size nhỏ còn lại thì có đà giảm. Giá tôm vừa rồi là giá tôm thẻ thương phẩm tại ao trên ao bạc tại khu vực miền Nam Việt Nam. Giá tôm sẽ còn tùy thuộc vào nhiều thứ, ví dụ như từng bầy tôm, vị trí ao, số lượng tôm mà có giá khác nhau. Và đây là giá sàn chung để chúng ta tham khảo và an tâm sản xuất tôm. Tiếp theo phần bản tin thủy sản Yến Duy sẽ gửi đến quý vị thông tin về giá giống cũng như thông tin khuyến mãi, để chúng ta cùng nắm bắt thông tin và thả bầy tôm tiếp theo. Hiện tại, công ty giống CB giá 154 đồng đang khuyến mãi 40% tại Bạc Liêu. Công ty giống Việt Úc giá 135 đồng đang hỗ trợ khuyến mãi 30%. Công ty giống Hoàng Lộc tiêu chuẩn 116 đồng. Hoàng Lộc công nghệ cao giá 126 đồng và đang khuyến mãi 50%. Tôm càng xanh toàn đực giá 180 đồng. Thông tin về giá giống cũng như khuyến mãi đã khép lại phần phân tích thị trường thủy sản tại Thủy sản Yến Duy vào ngày 16 tháng 5 năm 2022. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Thủy sản Yến Duy, là đơn vị chuyên cung ứng giống, thuốc men thủy sản, đồ nghề, thức ăn thủy sản, lắp đặt trọn gói ao bạc công nghệ cao, uy tín làm nên thương hiệu. Quý vị thấy clip ý nghĩa không quên đăng ký kênh hoặc like trang và chia sẻ cho bạn bè người thân cùng theo dõi video nhé. Xin chúc bà con vụ mùa thành công và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị.